Xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay mình đến với chùa Linh Ứng Bãi Bụt của bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến tham quan chiêm bái lễ Phật cũng như chư vị Bồ Tát. Ngôi chùa có tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao khoảng 67 mét. Hôm nay mình đến tham quan rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng quý vị. Rất mong quý vị thương cùng đón nhận video clip ghi hình này chùa Linh Ứng Bãi Bụt của thành phố Đà Nẵng quý vị nhé. Khi đến với chùa Linh Ứng Bãi Bụt của bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nẵng thì chúng ta sẽ thấy ngay hình tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tượng của Ngài được tạc từ bê tông cốt thép sơn trắng cao 67 mét. Ngài đứng trên đài sen, có mặt nhìn hướng ra khu vực Biển Đông cũng như thành phố Đà Nẵng thưa quý vị. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Một buổi sáng đẹp trời với những ánh nắng chan hòa, đi dạo bước bên trong khu viên của chùa, cảm thấy tâm thế an yên thanh tịnh một cách lạ thường thưa quý vị. Chúng ta di chuyển lại gần hơn với công trình tượng đài, tượng đài thánh tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cho quý vị có dịp và di chuyển đến với vùng đất thành phố Đà Nẵng du lịch thì hãy kết hợp du lịch tâm linh thưa quý vị đến với chùa chùa Linh Ứng của bán đảo Sơn Trà quý vị nha. Vị trí này mình thấy có đại tượng của Đức Phật Di Lặc, tôn tượng được sơn trắng thưa quý vị. Tôn tượng được tạc từ đá hoa cương trắng thưa quý vị. Mình đứng ở vị trí này thì sẽ quan sát được rõ hơn đại thánh tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thưa quý vị ha. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tượng của Ngài một tay bấm ứng chỉ và một tay cầm bịch cam lộ, thể hiện sức mạnh, lòng từ bi, cứu độ chúng sanh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát quý vị nhé. Cũng có rất là đông du khách và Phật tử, đặc biệt các đoàn tour tuyến du lịch tâm linh đến với chùa Linh Ứng bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng thưa quý vị. Bây giờ mình sẽ di chuyển lại gần hơn với đại thánh tượng, tôn tượng cao 67 mét thưa quý vị. Được dịp đến với chùa Linh Ứng bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng trong một ngày nắng đẹp. Mình đến tham quan và chiêm bái đảnh lễ Phật và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như chư vị Bồ Tát. Mình đến tham quan rồi cầm máy xe hình chia sẻ không gian Phật Pháp cho quý vị với tâm niệm là giúp quý vị có thêm hình ảnh ha. Rồi có dịp nào đó đến với tỉnh thành phố Đà Nẵng du lịch thì xin hãy ghé viếng chùa ha. Ở đây thì mình thấy dựng ở phía dưới chân của đại thánh tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì có công trình điện thờ Ta Bà Tam Thánh với hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thưa quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vị trí này mình thấy có bia ghi thông tin về chùa Linh Ứng Bãi Bột. Thưa quý vị, tọa lạc ở khu vực Bãi Bột thì và bán đảo Sơn Trà, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km hướng về đông bắc, do cố hòa thượng Thích Thiện Nguyện khai sơn. Chùa khởi công xây dựng ngày 4 tháng 7 năm 2004 và khánh thành 30 tháng 7 năm 2010. Toàn cảnh chùa nằm trên một hình vững chãi, một khung cảnh bao la, sau lưng là núi, trước mặt là biển, mang vẻ đẹp thiên nhiên hiếm thấy. Hiếm thấy, khó có ngôi chùa nào có được những cái vị trí như thế này. Nơi đây thổ xưa vốn là nơi hoang địa, cây cối tùm rậm rạp, đồi núi nhấp nhô đầy sỏi đá. Để có được mặt bằng rộng rãi như hôm nay, chùa phải đầu tư biết bao công sức, đúng như lời cố hòa thượng khai sơn. Mở lối lên, nhọc nhằn, công khai phá, san mặt bằng, cực lực nổi gian trung. Tương truyền vào thời vua Minh Mạng triều Nguyễn, vào buổi sáng tinh sương, dân chài ven biển nơi đây tình cờ phát hiện một tượng Phật nhô lên khỏi mặt cát. Dân làng nghinh rước về lập am thờ phụng và đặt tên cho vùng này là Bãi Bột, tức là Bãi Phật. Từ đó nơi này sóng yên biển lặng, dân chài an ổn làm ăn. Theo lời cố hòa thượng Thích Thiện Nguyện kể lại, thì sau ngày đất nước thống nhất, hòa thượng có dịp đi ngang qua đây bằng thuyền, được ngắm sơn trà và một chiều lặng gió, cảnh quan thật đẹp và nên thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Vị trí mình ghi hình chia sẻ cho quý vị là cổng Tam Quan chùa Linh Ứng Bãi Bột, bán đảo Sơn Trà. Lối dẫn lên có ba lối dẫn vào. Phía trên thì mình thấy có đại thánh tượng Đức Hộ Phật, thưa quý vị. Hai bên có chữ Trí Huệ Trưởng Bồ Đề Xanh. Một ngày đẹp trời cho nên du khách và Phật tử đến với chùa Linh Ứng Bãi Bột Sơn Trà khá đông, thưa quý vị, bởi mình đến sớm ha. Nếu đi trễ hơn một chút xíu thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều Phật tử trong máy ảnh của mình. Lối dẫn lên mình quan sát thấy thì hai bên có hai rồng, thưa quý vị. Hai rồng làm cho khu vực khu viên của chùa càng trở nên uy nghiêm hơn, thưa quý vị ha. Sau khi chiêm bái đảnh lễ tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mình di chuyển qua bên khu viên chính với lối cổng tam quan, di chuyển vào bên trong, thưa quý vị, để đến với khu vực Đại Hùng Vũ Điện ha. Khung cảnh thực sự rất là rộng lớn, thưa quý vị. Lối dẫn vào khu vực Đại Hùng Bổ Điện thì mình thấy bên cánh tay phải cũng như bên tay cánh trái lối dẫn vào ha. Mình thấy có hình tượng của các vị La Hán. Wow, bây giờ khách lại càng đông hơn, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ là 8 giờ 20, khách đông như thế này. Đông vui đến chiêm bái đảnh lễ Phật tại chùa Linh Ứng bán đảo Sơn Trà. Bây giờ mình di chuyển vào bên trong Đại Hùng Vũ Điện, thưa quý vị, lưng tựa núi và có mặt hướng ra biển, biển của thành phố Đà Nẵng, nước trong veo. Du khách đến với Đà Nẵng sẽ thích thú với những địa điểm du lịch nè, cũng như bãi biển của Đà Nẵng, thưa quý vị, và đồng thời kết hợp du lịch tâm linh theo tour tuyến cũng như những đoàn lẻ của gia đình đến với Đà Nẵng thì cũng rất là thuận tiện, độc đáo và chắc chắn sẽ có những giây phút thư giãn bên người thân và gia đình, thưa quý vị. Đại Hùng Vũ Điện mình thấy có một tầng trệt, thưa quý vị ha. Bên trong là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát và một vị còn lại là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, quý vị ạ. Lối kiến trúc mình thấy những mái ngói ha,
những mái ngói âm dương màu xanh, những mái đao là hình rồng, hình phụng, đẹp và trang nghiêm lắm quý vị. Những thân cột thì quấn hình rồng như thế này là một trong những nét độc đáo khi đến với các ngôi chùa của Việt Nam mình trên khắp vùng miền, từ miền Nam ra Bắc, phải không thưa quý vị? Bên trái thì bên phải của Đại Thánh Tượng là hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát quý vị. Cạnh bên đây mình thấy có hình ảnh của Ngài Hộ Pháp. Hai bên đối xứng với nhau thưa quý vị. Vị trí khu vực phía sau thì là khu vực thờ tổ thưa quý vị, và khu vực điện thờ Địa Tạng Vương Vãng Sanh Đường thưa quý vị ha. Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi thưa quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Và vị trí tiếp nối là khu vực tổ đường với hình tượng của Đức Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma thưa quý vị. Nam Mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vị trí này bên trong thì mình thấy có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Âm Thị Kính thưa quý vị, tôn tượng đẹp và trang nghiêm được tạc từ gỗ ha. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị trí này mình thấy có công trình tượng đài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thiết Pháp cho năm anh em Kiều Trần Như ngồi dưới một tảng cây rất là to như thế này quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở vị trí này mình ghi hình là khu vực tháp Xá Lợi của chùa Linh Ứng,
được dịp đến với chùa Linh Ứng, mình cầm máy ghi hình chia sẻ cho quý vị và không gian Phật cảnh của ngôi chùa nổi tiếng này. Rất mong có dịp nào đó về với thành phố Đà Nẵng du lịch thì ghé tham quan và chiêm bái đảnh lễ Phật cũng như chư vị Bồ Tát ở chùa Linh Ứng thưa quý vị. Và chúng ta xem video clip của kênh mình với tâm thế an nhiên thanh tịnh thưa quý vị và sống tích cực ha. Hình ảnh là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế nhập niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.